Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Ba Giây tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan ồn ào ở trên mạng xã hội mấy ngày hôm nay để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Ba Giây cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn nếu là lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Ba Gia TV. Và thấy nếu có gì cho các bạn thấy video này có hữu ích thì quý vị và các bạn hãy bấm cho Ba Gia xin một nút like để video này được lan tỏa. Và kính thưa quý vị, à, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong video này. Kính thưa quý vị và các bạn, về sự việc của thầy Minh Tuệ hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều cái luồng thông tin khác nhau và nhiễu loạn rất nhiều thông tin những cái người mà ủng hộ rồi những cái người cảm mến cảm phục về sư Minh Tuệ thì cho rằng là ông ấy là một cái vị chân tu đích thực và họ luôn có những cái lời lẽ ca ngợi tán dương đồng thời cũng phản bác lại những cái quan điểm những cái lời lẽ xuyên tạc khích bác bôi nhọ về sư Minh Tuệ đó là một cái luồng dư luận một cái luận dư luận thứ hai á, thì nhiều người cho rằng là thầy Thích Minh Tuệ không phải là thầy, không phải là sư, không phải là được giáo hội công nhận. Và ông thầy Minh Tuệ có khả năng là một cái nhân vật ở trong một cái thế lực nào đó dựng lên để làm cách mạng màu, màu. Hoặc là có là cấu kết với lại các cái thế lực bên ngoài để mà chống phá. Cũng như là kéo theo những cái người tập trung đông người gây phức tạp về an ninh trật tự. Và có rất nhiều người đưa ra những cái thông tin trái chiều về cái sự việc này. Và thêm một cái luồng dư luận nữa đó là những cái người mất niềm tin vào mạng xã hội. Về những cái thông tin trên mạng xã hội thì họ hay nói rằng ở trên đời này thì không có tin ai cả. Mà phải là quan sát xem cái sự việc nó như thế nào. Không nên tin ai hết. Và chỉ nên tin vào các cơ quan chức năng. Người ta công bố những cái sự việc cơ quan chức năng công bố rõ ràng rồi thì mới tin. Chứ bây giờ là không thể tin vào ai được ai cũng có luận điểm, quan điểm để mà đưa ra hết cho nên là không thể nào tin. Khi mà chúng ta tham gia mạng xã hội đó thì có nhiều mục đích, có người tham gia mạng xã hội để là kiếm tiền, có người tham gia mạng xã hội cho vui, rồi có người cũng tìm hiểu học hỏi. Nhưng mà chúng ta phải định hướng thông tin một cách là phải nói là khoa học. Chúng ta phải sáng suốt, nhìn nhận, đánh giá một cái vấn đề nào đó. Chẳng hạn là quý vị cho các bạn vào comment hay là nói về người này người kia đó thì đó là cũng là bình thường bởi vì dư luận mà xã hội thì không thể nào cấm được dư luận nhưng mà khi mà chúng ta là quy kết một người nào đó có hành vi vi phạm pháp luật thậm chí là hành vi chống phá thì chúng ta phải nói là phải có những cái căn cứ rõ ràng và khi có những cái thông tin của cơ quan chức năng thì chúng ta mới dựa vào đó để lên tiếng và cái cách thức lên tiếng phải như thế nào cho nó phù hợp và gần đây tại một buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh à, tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 11 thượng tá Nguyễn Thăng Long phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái chia sẻ quan trọng ông nhấn mạnh rằng là tại Việt Nam đó mọi công dân đều phải là tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật ngay cả khi hoạt động ở trên không gian mạng Đồng thời đó, đảng và nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận của mỗi người dân. Quyền này được xem là những cái quyền cơ bản của con người nhưng mà luôn phải được thực hiện ở trong khuôn khẩu pháp luật nhằm đảm bảo cái sự an toàn và trật tự trong cộng đồng. Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cũng là bài tỏ cái sự lo ngại trước thực trạng mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những cái phiên live stream mang tính chất công kích và xúc phạm người khác. Những cái phiên live stream này không chỉ thu hút cái sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, mà còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật và làm mất trật tự xã hội. Thực tế, đó, những cái nội dung công kích và xúc phạm có thể là trở thành một cái cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện các hành vi là trái pháp luật. Thông qua cái việc là phát sóng trực tiếp các cái đối tượng này có thể là dàn dựng tình huống, bịa đặt, xuyên tạc sự thật hoặc là tung tin sai lệch với cái ngôn từ phạ cảm, thô tục. Những cái hành vi này không chỉ là gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà còn là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, tạo ra một cái môi trường mạng không lành mạnh và đầy rẫy nguy cơ. Theo Thượng tá Long thì để xây dựng và giữ gìn một cái môi trường mạng lành mạnh đó người dân cần nhận thức đúng đắn về quyền tự do ngôn luận. Ông khẳng định rằng là mỗi người khi mà sử dụng không gian mạng phải là thực hiện nghiêm khắc quy định pháp luật, không để là quyền tự do bị lợi dụng hoặc là biến tướng thành những cái hành vi là trái đạo đức hay là phạm pháp. Bên cạnh đó thì đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra cái lời kêu gọi thiết thực người dân không nên là tham gia cổ vũ hay là bình luận ở trên những cái phiên livestream có nội dung là công kích hoặc là xúc phạm người khác thay vào đó khi mà phát hiện những cái hành vi là vi phạm pháp luật ở trên mạng đó người dân cần phải là nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời cái hành động này không chỉ là giúp hạn chế những cái hậu quả tiêu cực mà còn là góp phần làm sạch môi trường không gian mạng bảo vệ lợi ích và cái sự an toàn của cộng đồng với những cái lời nhắc nhở và khuyến cáo này đó Công an thành phố Hồ Chí Minh hy vọng là sẽ nhận được cái sự hợp tác từ người dân để là cùng nhau xây dựng một cái môi trường mạng văn minh, an toàn và lành mạnh. Kính thưa quý vị, khi mà công an thành phố đã trả lời trước báo chí phát thêm cái thông báo như thế này và đồng chí thượng tá đã phát ngôn coi như là công an thành phố đưa ra cái thông tin như thế thì chúng ta dựa vào những cái thông tin như thế này để mọi người nhận biết về cái sự việc nào đó. Còn tất cả những cái người cho dù là họ có đang làm ở trong cơ quan nhà nước họ có mang màu cờ sắc áo họ có là tiến sĩ hay là giáo sư hay là luật sư gì đó thì chúng ta cũng không nên tin bởi vì tất cả họ đều là quan điểm cá nhân của họ thôi và khi nào mà họ được cơ quan nhà nước đó chỉ đạo để bà họ phát ngôn về cái sự việc nào đó thay mặt cơ quan nhà nước phát ngôn về cái sự việc này thì nó mới là chính thống và quý vị và các bạn cũng nên nhớ là chúng ta khi mà tiếp nhận những thông tin trên mạng xã hội đó nên dựa vào những cái thông tin chính thống do các cơ quan chức năng cung cấp. Còn tất cả những cái người lên trên không gian mạng này, lên trên mạng xã hội này thì cũng chỉ là quan điểm cá nhân của họ thôi. Bởi vì những người này không đại diện cho cơ quan tổ chức, cho nên chúng ta là thật sự là tỉnh táo trong cái việc là nhìn nhận đánh giá một cái thông tin nào đó, nhất là cái việc là quy kết cho một cái người nào đó có cái hành vi vi phạm pháp luật hay là có những cái hành vi là chống đối thì chúng ta hết sức là thận trọng. Và chúng ta không nên tin ai cả chỉ tin vào cái phát ngôn chính thức của các cơ quan chức năng kính thưa quý vị và các bạn trong những ngày gần đây đó thì không thể không nhắc đến các cái buổi livestream nhắm vào thầy Bình Tuệ đang trở thành một cái tâm điểm thu hút đông đảo công chúng những cái buổi phát sóng trực tiếp này đó đã tạo ra cái làn sóng bình luận và tranh cãi phải nói là sôi nổi ở trên các diễn đàn mạng xã hội trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất những cái buổi livestream như thế này đó ban đầu có thể là chỉ hơi dậy cái sự tò mò trong cộng đồng mạng thôi, nhưng mà khi mà mà cái mức độ ảnh hưởng của chúng vượt ngoài tầm kiểm soát đó và trở nên quá lớn đó thì chúng không chỉ gây ra hệ lụy tiêu cực đối với các cá nhân tổ chức liên quan mà còn có thể là tạo cái cơ hội cho các thế lực chống phá lợi dụng. Những cái trẻ xấu có thể là dễ dàng thao túng, xuyên tạc sự thật và lợi dụng các cái thông tin sai lệch để thực hiện các hành vi gây rối kích động dư luận và gây bất ổn ở trong xã hội. Nếu mà tình hình tiếp diễn và trở nên trầm trọng hơn đó, nguy cơ ảnh hưởng đến cái sự ổn định và an ninh quốc gia là cái điều là không thể là xem nhà, gây ra những cái tác động tiêu cực lớn hơn cho đất nước. Người dân bày tỏ hy vọng rằng là các cơ quan ban ngành có thể là nhanh chóng can thiệp và đưa ra những cái quy định và biện pháp phù hợp và giúp ổn định lại không gian mạng trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị và các bạn và bây giờ bà Dây xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các video tiếp theo.